Thật trùng hợp và thiêng liêng, đúng 6 giờ sáng ngày 2 tháng 9 năm 2010, tàu đến địa phận Hoàng Sa. Tôi và các thủy thủ của 90369 đang có mặt trên vùng chủ quyền Tổ quốc đúng ngày Quốc khánh. Nơi đây chỉ cách đảo chính Hoàng Sa 15 hải lý về phía tây. Nhìn xuống mặt đại dương xanh ngắt một màu, ở dưới đó hàng trăm năm về trước là thân cốt của những người lính thú hải đội Hoàng Sa. Họ vâng mệnh vua lên thuyền đi đồn trú giữ đảo, trở về chỉ là những linh hồn yên nghỉ trong các ngôi mộ gió nầu gạo sương dâu. Tổ quốc luôn trong lòng của họ, của tôi và của những ngư dân ngày nay đang canh sức chịu biển khơi sóng gió. Bây giờ 15 hải lý là khoảng cách gần nhất mà các tàu cá Việt Nam có thể tiếp cận được với Hoàng Sa, và hiểm nguy có vẻ không chỉ đến từ thiên nhiên giông bão, nó đến từ chính con người. Một con tàu ra tín hiệu xua đuổi. Xa xa từ trong đảo, một tàu chiến đang mở hết tốc độ lao ra. 90369 bẻ lái gấp xuống hướng nam, vào đến tọa độ này đã là vô cùng mạo hiểm. Chỉ 15 hải lý mà sau mơ ước được đặt chân lên bờ cát vàng của tôi, bây giờ lại quá xa xôi. Nhưng trên vùng biển này không lúc nào vắng bóng người Việt. Lúc này một tàu cá Quảng Ngãi đang đánh cá bằng lưới cạn. Có những cáo buộc của phía Trung Quốc là ngư dân Việt Nam hay đánh cá bằng mìn là hoàn toàn thiếu căn cứ. Trên biển cả bao la, ngay cả với những thiết bị hiện đại, máy tầm ngư cũng khó xác định vùng nào có cá, thì một vài trái mìn ném xuống biển không có ý nghĩa gì cả. Đây chỉ là những cáo buộc để bắt bớ và ngăn cản sự có mặt của người Việt Nam ở đây. Đích đến là bãi đá ngầm MacLaffian còn xa. Tàu vẫn tiếp tục chạy, mọi người tranh thủ câu cá và nghỉ ngơi. Những giờ phút thư thái như thế này không có nhiều trong chuyến đi. Những người ngư dân thường có câu cửa miệng là nghề đi biển bạc. Không hiểu lắm, nhưng sau này khi tận mắt nhìn những giọt mồ hôi của các thuyền viên đổ giữa đêm tháng 9 mùa thu, tôi băn khoăn tự hỏi, không biết nước biển tự nhiên nên mặn hay chính mặn bởi mồ hôi của những ngư dân thương khó đổ xuống suốt ngàn năm. Đã đến vùng biển ngư trường chính, tàu thả neo cố định tại điểm đỗ, và nếu cần di chuyển, neo sẽ được buộc vào một phao đánh dấu. Bây giờ mới hiểu tại sao trong những đồ chuẩn bị ra khơi, 90369 lại mang theo muối. Muối được dùng để cầu may. Biển cho muối, những ngư dân trả muối về cho biển như một nghi thức trả nghĩa cho biển. Biển đã nuôi sống họ bao đời. Nghề lưới vây dựa vào đèn để thu hút cá nên lưới chỉ được thả vào ban đêm, thường khoảng vào lúc 2 giờ sáng. Ngay từ buổi tối, thuyền trưởng đã làm lễ cầu mong may mắn. Trong hầm tàu đặc mùi khói dầu diesel cộng với tiếng máy tàu, anh em thuyền viên tranh thủ ngủ lấy sức. Nghề đi biển đòi hỏi một sức khỏe và sự thích nghi cao. Rất may là tôi không say sóng và cố gắng thích nghi, nhưng vẫn không thể so sánh được với mọi người trên thuyền. Nói không quá là đối với ngư dân thì tàu là nhà, biển là quê hương. Ánh đèn công suất lớn đã thu hút rất nhiều loài sinh vật biển và có thể dùng vợt vớt dễ dàng. Giờ sáng, máy tầm ngư báo cá đã tập trung khá nhiều. Đã đến giờ thả lưới.
Đèn pha trên tàu tắt dần. Một phao có gắn đèn được thuyền thúng kéo ra xa thu hút cá. Sau đó tàu sẽ chạy vòng quanh vây lưới. Một bộ lưới vây thường dài 500 mét và rộng 50 mét. Khi lưới đã vây vòng quanh, dây ở đáy sẽ được rút lên tạo thành túi lưới. Công đoạn này mất khoảng 30 phút. Việc tiếp theo là kéo lưới lên từ từ. Kéo đến đâu, gỡ cá và xếp gọn đến đó. Ngoài một số cá như cá sọ dừa, cá nhồng, cá khế, thì ở vùng này và với cách đánh như vậy sẽ thu được cá nục và cá ngừ. Khác với cá nục ở vịnh Bắc Bộ, cá nục ở Hoàng Sa khá lớn, khoảng 3 con được 1 cân. Riêng cá ngừ cũng có nhiều loài, ngừ thường, ngừ đen, ngừ răng và ngừ đại dương. Sự giàu có và hào phóng của biển cả khiến niềm vui rạng ngời trên khuôn mặt của mọi người. Cá đánh được nhiều, nhưng nếu bảo quản không cẩn thận thì chỉ sau vài ngày sẽ hỏng, mọi công sức đều đổ xuống biển. Có nhiều trường hợp khi cá vào quá nhiều mà không kịp bảo quản, thuyền trưởng sẽ ra lệnh tháo túi, giải phóng cá. Đây cũng là một hình thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Làm miết từ 2 giờ sáng đến giữa trưa mới xong việc. Vất vả là vậy, nhưng nghề lưới vây đã được đánh giá là một trong những nghề biển nhàn nhất. Ăn vội bữa cơm trưa, không nghỉ ngơi, ngay từ đầu giờ chiều, anh em lại tổ chức vuông câu quanh tàu. Lúc này câu bằng mồi là những con cá nục mắc lưới ban sáng được cắt nhỏ. Dàn câu được thuyền thúng thả xuống độ 60 mét ngay trên rặng san hô phía dưới. Đủ loại cá, cá đuối, cá ngừ, cá song và có cả những loài cá rất đẹp. Nghe anh em nói, tôi mới biết đây là cá mú đỏ, một loại cá đặc sản, nhưng ở đây cũng chỉ được cho xuống hầm tàu, không ăn đến. Đã ăn, phải ăn loại đặc sản hơn. Đây là cá nóc, một loại cực độc. Đây là con nát, đại dương. Dù hết sức tin tưởng vào kinh nghiệm của những ngư dân này, nhưng tôi cũng không dám thử con cá nhìn rất dễ sợ này. Bình thường cá nóc cũng có loại ăn được, nhưng nếu cá đã có trứng thì tất cả các loại đều có độc. Trên biển cả, bạn cách bờ cả ngàn cây số, chỉ cần một sự cố nhỏ về sức khỏe cũng có thể phải mất mạng. Thời tiết trên biển cũng rất đặc biệt. Dù không có bão, nhưng khi có biển động mạnh, tàu lắc lư dập dềnh. Nhưng cũng có khi biển êm như trên sông, không một con sóng. Đêm sau, tàu lại đốt đèn đánh cá. Nhưng đầu xuôi mà đuôi chẳng lọt. Máy phát điện hỏng, không có đồ dự phòng. Được nghỉ, ngắm trăng trên biển đẹp mà lòng người chẳng vui. Mờ sáng, tàu mở hết tốc lực chạy đi sau khi liên lạc bằng e-com xin trợ giúp. Cũng may, vùng biển này có nhiều tàu cá Việt Nam. Rủi là tàu bạn lại không có đồ phù hợp. Chưa được việc, nhưng anh em tàu 90369 vẫn vui vẻ khi gặp bạn bè. Giúp nhau chút đá ướp cá, mời nhau lon bia để chia sẻ khó khăn cũng là niềm vui sau nhiều ngày lênh đênh trên biển. Phải ở trên biển cả bao la nhiều ngày mới thấy được ý nghĩa của những cuộc nhậu này. Nhiều khi, thứ để biết ta đang tồn tại trong một thế giới văn minh chỉ là những vệt khói máy bay trên cao. May mà cũng có tàu khác mang theo đồ. Được sự trợ giúp của người máy trưởng tàu bạn, cuối cùng thì sự cố cũng được khắc phục. Ngư dân Việt Nam
có nhiều điều thật đặc biệt. Cạnh tranh đánh bắt, giấu ngư trường, nhưng cũng sẵn sàng xả thân vì đồng nghiệp khi cần. Quay lại nơi neo đậu ban đầu, ngày thứ bảy trên biển, tàu lại trong đèn. Đêm nay thật lạ, nhiều sinh vật biển đến hơn, nhiều loài lần đầu tôi được nhìn thấy như rắn biển và bạch tuộc, mực mang. Lạ hơn nữa là chim, những loài chim tìm đến tàu làm nơi trú đậu. Nhiều con trong số đó ở lại mãi mãi trên tàu như chú cò. Sự mênh mông của biển nhiều khi cũng là giới hạn không thể vượt qua được ngay cả với những loài chim. Những tưởng đêm nay biển sẽ cho nhiều cá, nhưng không phải thế. Biển có những quy luật riêng của nó. Lưới trống không có gì đáng kể ngoài một chú cá heo. Cá heo là vật thiêng của ngư dân, không bao giờ họ bắt cá heo. Mặc dù là biểu tượng của tình bạn giữa biển và ngư dân, cá heo đến kiếm ăn nhưng lại xua hết cá ra khỏi vùng thả lưới. Thường thì người thuyền trưởng đủ kinh nghiệm để biết có cá heo về phá hay không. Nhưng đêm nay anh Thành lại phán đoán sai. Có thể giờ này anh đang có chút ân hận vì đã để anh em phải mất công mất sức. Mấy đêm sau cũng vậy, cá heo vào phá không thả lưới được. Tâm lý anh em trên tàu cũng như bản thân tôi khá buồn, vì nghĩ rằng biết đâu mình là con số 13. Nhưng biển không phụ người có tâm. Những ngày sau tàu liên tiếp trúng cá, một mẻ có khi được 3-4 tấn cá. Không có thời gian xếp vào khay, cá tươi chỉ được múc lên rồi đổ thẳng xuống hầm tàu. Máy xay đã hoạt động hết công suất, tất cả số cá múc được trước đó dành để tạm vào thuyền thúng, bảo quản sơ sài để tập trung thu lưới. Mệt mỏi vì làm việc không trưa, không ăn uống, nhưng cũng vui. Cơm áo là đây, nguồn sống là đây. Trên vùng biển hoàng sa giàu có này, thường tập trung nhiều tàu cá các nước. Nhưng thời gian gần đây, tháng 8 âm lịch, đang là cao điểm mùa bão, nên chỉ có tàu cá Việt Nam. Bão trên hoàng sa rất ghê gớm. Phần lớn các cơn bão trên Biển Đông đều đi qua đây. Chỉ ngư dân Việt Nam với lòng can đảm và sự am hiểu tường tận vùng biển quê hương mới dám bám biển mùa này. Nhịp sống cứ diễn ra như vậy, may rồi hôm được hôm không. Ngày thứ 20 của chuyến đi, các hầm tàu đã đầy cá, 20 tấn cá ngừ, cá nục. Tàu nhỏ neo hướng về bờ. Do không gặp may nên chuyến đi kéo dài hơn dự kiến. Khi trở về, gạo đã gần hết, đành ăn cháo cá. Nước ngọt đã gần cạn nên chỉ dùng để uống. Ăn không ngon, nhưng vì sắp trở về nên ai cũng hồ hởi. Nếu những ai đã từng đi biển dài ngày thì khi sắp trở về sẽ trải qua tâm lý bồn chồn mong ngóng, chỉ muốn bay ngay về đất liền. Khi trở về ngang qua huyện đảo Hoàng Sa vào lúc đêm, khó diễn tả cái cảm giác phẫn nộ xen lẫn buồn tủi khi nhìn thấy những ngọn đèn xa xa trên đảo, trên tàu thăm dò của nước ngoài. Lại mất 3 ngày 3 đêm để về bờ. Đà Nẵng đã rất gần, gia đình đã rất gần, và phía trước chúng tôi là niềm vui sum họp sau mỗi chuyến dài đánh bắt xa khơi. Đại dương mang tình thương quê nhà đầy.
bên Trường Sa, tia Hoàng Sa ngàn bão tố phong ba, ta vượt qua vượt qua. Lướt sóng con tàu mang tín hiệu trong đất liền, mắt em nhìn theo con tàu đi xa mai. Giữa nơi biển khơi đang nở rộ ngàn bông hoa xa tô, cánh hoa đỏ thắm bao hy vọng anh gửi về tặng em. Ơi ánh mắt em yêu như biển xanh, như trời xanh trong nắng mới. Nhớ cả dáng hình em mùa gặt nặng đôi vai, sóng dù mối tình đời thủy thủ càng thêm vui. Đây con tàu xa khơi, đây con tàu xa khơi.